Chương trình được áp dụng từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2024 bao gồm chương trình tận hưởng nghỉ dưỡng, tận hưởng Đà Nẵng về đêm, tận hưởng vui chơi giải trí, tận hưởng ẩm thực và mua sắm đặc sản địa phương với mức giá các combo chỉ từ 1 triệu đồng đến gần 3 triệu 500 ngàn đồng. Trong đó, chương trình tận hưởng vui chơi giải trí với những dịch vụ từ 1 triệu đồng trở lên gồm 2 đêm khách sạn 3 đến 5 sao khám phá, khu du lịch sinh của Banana Hills, công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài, Mikazuki, danh thắng Ngũ Hành Sơn, đường Hoa Biển. Theo đó, có 14 đơn vị lữ hành đồng hành cùng Sở Du lịch thành phố tham gia bán các gói combo kích cầu du lịch này. Kể từ khi họp báo công bố kích cầu cho đến nay, thì công ty chúng tôi nhận được rất là nhiều cuộc gọi của khách lẻ và khách đoàn. Chúng tôi nhận được nhiều booking khách lẻ cũng như khách đoàn, và một số cá nhân sau khi tìm hiểu về thông tin này thì đã tư vấn cho cả công ty tổ chức company trip tại Đà Nẵng. Từ cái quảng cáo ban đầu, từ các cái truyền thông ban đầu thì khách hàng người ta tìm hiểu về sản phẩm, và một số thì trên cái cơ sở đó họ bắt đầu là tìm kiếm cái từ khóa Đà Nẵng nhiều hơn, và họ có thể điều chỉnh những giờ bay phù hợp với họ. Thì có nhiều cái nhu cầu phát sinh sau cái đợt truyền thông như vậy, thì đó là một cái rất tốt cho doanh nghiệp cũng như điểm đến. Theo Sở Du lịch thành phố, lý do để xây dựng các gói combo này là dựa vào tiềm năng lợi thế của Đà Nẵng, như những sản phẩm về nghỉ dưỡng, du lịch đêm hay ẩm thực, thì thành phố đủ điều kiện để phục vụ và đáp ứng nhu cầu đa dạng của tất cả du khách. Bên cạnh đó, đây là những sản phẩm mà Đà Nẵng đã được khẳng định chất lượng, cũng như thương hiệu trong thời gian qua, thể hiện qua con số tăng trưởng lượng khách và sự yêu thích quay lại thành phố nhiều lần của du khách. Việc giám sát về chất lượng của chương trình cũng như là các cái gói kích cầu thì được Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp sẽ giám sát và thực hiện, đảm bảo cái chất lượng và sự hài lòng dành cho du khách. Và du khách có những thắc mắc, những cái ý kiến nếu có thì chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ thông qua đường dây nóng của Trung tâm Hỗ trợ Du khách. Số liệu từ Cục Thống kê thành phố cho thấy, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 5,1 triệu lượt, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Và chương trình kích cầu du lịch mùa hè Đà Nẵng 2024 được kỳ vọng sẽ tiếp nối sự tăng trưởng, gia tăng trải nghiệm tươi mới, thú vị cho du khách, qua đó thu hút đông đảo khách đến thành phố trong mùa hè này, góp phần để Đà Nẵng đạt mục tiêu đón hơn 8,4 triệu lượt khách du lịch trong năm nay.